Ủa mày bấm quay chưa? Rồi. Ủa đang kêu mày quay tao, mày quay gốc cây chi má. Ờ ha. Ủa đang kêu mày quay tao, mày quay gốc cây chi má. Ờ ha. Lại luôn, lâu quá quên cầm camera mén mày. Không nhớ. Hello cả nhà ha, thì hôm nay Thương đi xuống nhà chị Tư để hái mấy cái cọng rau răm á, để về làm món trứng hột vịt lộn để đãi ba mẹ nha cả nhà. Đây nè. Đây. Không có ai nhà hết trơn á, cứ vô hái thoải mái đi. Rồi rau răm nhà chị Tư nè mọi người. Quá trời quá đất luôn á. Ủa mà hái sao đây. Trời ơi rau răm trồng nè, đã không? Quá đã luôn. Ngắt mấy cái đọt đem về để làm hột vịt lộn. Một tí nữa mà nếu như mà trời mà không chuyển mưa á mọi người, thì Thương sẽ làm món hột vịt lộn nướng muối nha. Mà sợ trời nó mưa đang âm u quá trời nè. Giờ thì bước cao xong về nhà. Ok, let's go. Ủa? Gì vậy? Kia còn bắp chuối kìa. Thôi thấy đây bắp rồi. Ở chừng bà ngoại thấy bà ngoại quánh mọi người đi về. Ủa lột đi về đường này. Nó đâu rồi? Qua chưa? Em biết. Lũ đạn nó kêu qua đây ngồi đợi sẵn đợi như mà chó chịt xương vậy. Đây. Ba đây ngồi muốn cắn thì. Thì đó. Gì vậy? Rồi trứng đâu? Trứng đây. Ở đây đây. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Bể trứng con. Mày cũng có trứng nữa hả? Trời có trứng con. Bỏ trứng lộn luôn là bị con nữa đây. Trứng lộn bỏ gặp táp nội ơi. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Trời ơi. Quá khứ luôn mày. Rồi ha. Bộ nhà hết tô hết dĩa hả? Không lấy muỗng luôn. Cái này quan trọng lắm. Lấy gì ta? Muỗng đâu đấy vậy? Muỗng đâu? Ừ ha, muỗng đâu? Lại rồi. Muỗng đâu? Ủ quá rồi. Thứ này cái thứ này mà đi về làm dâu tôi nói thiệt mày, bà già chồng có gõ cái chỗ chạy đầu mày. Ủa vậy mình có cần lấy muỗng không? Dạ. Lấy muỗng lấy què vậy? Nhưng mà nói trước nha, ly của ông địa mới mượn á, đừng có làm bể nha, ông chửi á. Nhưng mà nói trước nha, ly của ông địa mới mượn á, đừng có làm bể nha, ông chửi á. Chữ này giấc mơ vừa phải sắm dần đồ nghề quá. Tao nghĩ là ông đệ ổng không trách mình đâu, nhưng mà một hồi cũng có người gõ đầu mày à. Ông đệ à. Bà hai dây trai rồi bây giờ em mua chiếc cây bông dự cúng, bà không thấy cái ly đâu hết là bà la làng la, bà kiếm mà bà biết mày lấy là mày xanh cỏ mày luôn. Ông mai chiều cái gì của ông đệ á cúng ông đệ phải ăn phải trái. Ông đệ ông sợ bị độc lắm. Để người ta sợ độc, bởi người ta ấy tuổi đó. Mấy chiều mày canh mà bà cúng chút xem mà nhìn để chân trái không? Cứ mỗi lần bà mẹ bỏ dĩa trái cây lên để làm cái là mình lụm chân trái. Đúng rồi. Ông coi ông nói mình ngộ độc thực phẩm, ổng chết nữa. Ừ. Ta hồi nhỏ bị quýnh tàu thai cũng tình nạn đó. Ta hồi nhỏ bị quýnh tàu thai cũng tình nạn đó.
Thôi vậy thôi khỏi, con không làm đâu. Con nghi hai cái răng của cậu là cũng do là ăn trái cây chứ không đẻ. Bây giờ bà cũng nở chuối, mới lúc nào mà cầm vô chỗ cái hoài, chỗ nở chuối vừa cầm vô quay lưng đi là mất trái. Mà mỗi lần vậy là mỗi lần bị xách cây ăn cây vô đất luôn mà. Cậu cắm hai lần phải không? Nhiều lần lắm, một tháng mà cũng 3-4 lần mà. Cứ nãy chú xem là bị mất trái. Bà hỏi ai? Cứ mỗi lần mất trái chú lần gãy rớt cái răng. Bà hỏi ai dạy mày cái đó? Ông ngoại dạy. Hả? Mà ông ngoại cũng chết rồi, mới đám dỗ bữa 19 tháng 5. Vậy giờ mà con làm, con hỏi ai dạy? Ông ngoại dạy. Quá. Bậy. Cái tay súng dạy. Còn tay súng dạy cho ông bà quýnh cậu. Mũi chứ chưa ta. Trời ơi, hết chuyện của con trứng qua lùm con trứng. Trời ơi. Trời ơi. Càng nhiều vậy. Nhìn nè. Đủ đập lần ba con luôn kìa. Ghê quá đi về. Đất này đi. Chúng bạn chưa ăn trứng mà đẹp cặp táp qua. Bên anh 2-3 cũng con kìa. Đủ caramel đập bóp luôn kìa ta. Mũi quá. Trời ơi, bu giò caramel kìa. Chết rồi. Trời ơi. Chẳng có lý dữ à. Trời ơi. Hôm ấy mình di cư đi anh hai. Trời ơi, hai con kìa. Để đập cũ cho. Trời ơi. Trời ơi. Hết chỗ ăn hả ba? Dạ, con chào ông nội. Trời ơi, nó lấy cái giá luôn trời. Nhà có giá bự nhất á. Thôi con này về làm dâu tôi nói thiệt. Không kịp ba bữa đâu, bà và chồng bà trả về nơi sản xuất luôn. Thương Gòm mời cả mọi người cùng ăn trứng với lại gia đình Thương Gòm nha. Kênh này là Thương Chúc Xích nha mọi người. Em mời cả nhà mình ăn trứng với nha. Con mời cả nhà nha. Sợ ăn được cái mũi xích đau à. Những thành viên còn lại trong gia đình Thượng Gòm đều bận hết mọi người. Gia đình Thượng Gòm đông quá. Nên là mỗi lần mà quay clip á, không thể nào mà tập trung hết được. Thì mỗi người một việc mọi người. Công việc chính là đi làm ngoài kiếm tiền. Gì chợ, từ thôi, hấp từ thôi. À, ngon quá. Trứng lộn con này phải già mới ngon. Con không biết mẹ con mua cái này ngày nào nữa. Em không biết ăn trứng lộn. Em biết ăn cái dòng vàng vàng à. Lông phải đen thui. Wow. Con này trắng bạch à, chưa ngon. Ủa như quên ăn chanh vô cái chén nè, phải. Đúng rồi. Mà con này nó đâm hố bột ngọt hay sao, không bỏ bột ngọt. Không có tiêu nữa. Ừ, mặn chíp mẩy luôn. Trời. Con tưởng là bỏ muối, bỏ đường, bỏ ớt vô là thôi. Ai biết đâu à. Này, làm ở cả mọi người nha. Rau găm, mình ăn trứng lộn này phải có rau găm mọi người. Tính ra làm clip này không tốn tiền á. Sao không tốn tiền, mua trứng không tốn tiền. Trứng này của mẹ mua nè. Còn rau găm là dưới nhà dì Tư á. Mẹ mua rồi, mẹ cho mày ăn chưa? Chưa biết. Định ăn rồi hỏi. Hỏi ta làm chính rồi. Lát về đừng khai nha. Khai lên mình đừng khai ta ăn nữa nha. Uống thiệt ta. Cậu lớn cậu phải chịu chứ. Em ăn ké có con trái nha, đừng mét em tội lỗi. Ngon mà. Chị ai biết ăn cái trắng không ai? Ngon quá vậy nè. Ăn đi, ăn được mà. Con không biết ăn. Tại sao mà ăn trứng lộn đó mà nó phải kèm rau găm không? Biết không? Không. Tại sao? Là tại biết không? Không. Ăn trứng lộn là vô nó sung. Ăn rau găm nó hãm lại. Người ta nói vậy. Ăn nấu dài lắm. Mua cắn dưới ta. Trời ơi, hai con luôn. Này thử thách 6 ngày, sau đêm bị mua cắn hay gì nè. À, bữa nay thử thách 6 ngày, 6 đêm cho đi đập mũi nè. Có dùng mũi kêu chị ơi về nhà đi cũng không về. Nó cắn cho bể mặt cũng không về. Trời ơi mũi à. Ghét gơ. Con rãi thì con nào có mũi thì nghe con không quánh ai nha. Trời.
Mày ăn miếng chanh nữa mới ngon. Ừ. Miếng kêu miếng chanh. Mũi xong mu mặt lại nữa. Clip này là clip đặt mũi nha cả nhà. Mình cho anh hoài thì mình có không được bị phát hiện, mình lâu lâu phải làm ẩm thực nhẹ nhẹ cái. Đúng. Ê. Chưa đề phòng. Dạ, má ơi ông nội ơi, bà ngoại. Cậu cậu có ý tưởng gì để lụm gì hay con giá không? Hả? Nhà con gà là giống bự nhất ha. Con gà nọc quá hả? Ừ, nọc ta, gà nó 2 năm mà. Ăn gà chắc bà quýnh ít dở lắm. Mà con gà đó chắc hầm 7 ngày 7 đêm luôn á. Tủ lượng của ba là ăn bao nhiêu trứng ba? Ừ, nay ăn 3 trứng mới ăn cơm mà. Ăn dễ niệm á. Ăn phải ăn số chẵn không ăn số lẻ. Niệm bên rồi. Cho niễn luôn hả? Ừ. Trời trời má ơi, mấy mũi đều bị cay mũi này. Ăn không lại trên hai quay nè. Thôi con không ăn đâu. Sao hả? Mày có ừ tao cũng đâu cho mày ăn đâu. Qua kẹp quay mày. Tao nói gì mày im lặng mày còn trả lời nữa. Do thầy. Không có nói gì nữa mày. Mày khùng khùng, mày điên điên, mày đi quay phim hình. Thầy nói gì em đau lòng lắm á. Đau lòng mày đi chết đi. Đau lòng thì bị chết đi. Chết rồi, cầm máy cho anh hai. Mày một hồi bây giờ mày kiếm ông thầy, ông thầy mà ăn thịt chó. Ông thầy nó gọi đó. Đau lòng thì mày đi chết đi. Ăn mấy trứng rồi đi. Ăn trứng phải bóp nát vỏ nha, không thôi mày chết xuống dưới là người ta bắt mày gánh nước bằng trứng đó. Ăn trứng phải bóp nát vỏ nha, không thôi mày chết xuống dưới là người ta bắt mày gánh nước bằng trứng đó. Gánh như ngáo luôn á. Ừ. Chưa gánh nó ở tên này nó là ngáo. Không, mày ăn mày phải bóp vỏ đây nè. Đó. Mà bóp không nát là cũng bị gánh luôn á. Mày bóp phải nhuyễn ra luôn. Đúng rồi. Cả người. Đến người có thêm tối xài luôn. Ừ. Lộ, con này hơi no mọi người. Con già già lông nhiều biết không? Lông nhiều hả? Ừ. Con có mèo chẳng. Đó, mày chui đây mày chích. Con mà già là nó cũng mất cái mày luôn á. Ừ. Kìa. Trong chất hợp trình độ mà có con vuôn, con điên. Con này cái gì? Con trùng chỉ. Con trùng chỉ. Quá nồi luôn á. Không phải con chỉ của trứng. Trời ơi, nước ngọt quá. Tôi lâu làm ẩm thực bữa ăn mà nó ngon quá. Về mặn gà nướng ăn mẹ đi. Gà nó nướng ăn cũng được không? Không nổi đâu. Ừ. Chứ gà làm gì? Mừng. Một là hầm xả đậu xanh, hai là khu vị đó cày. Gì hầm xả đậu xanh? Hấp 77 49 ngày à? Ừ. Gì hầm xả đậu xanh ba? Ừ, hầm xả gì nó cháo xanh, gì gà nó cháo xanh vậy? Gà là mấy năm rồi mà. Hầm xả mà còn nấu cháo đậu xanh. Ừ. Gà bò cháo xanh nè. Thì cháo đậu xanh thì nấu cháo đậu xanh, hầm xả chứ. Ừ. Tại vì hầm xả nấu cháo đậu xanh. Let's go nha mọi người. Lâu lâu mình sẽ quay ẩm thực, với lại lâu lâu mình cũng sẽ chôn nha cả nhà. Chứ đâu phải lúc nào cũng là ông thật miết mà cũng nào cũng làm cho anh biết đâu. Cho nên là cả nhà thông cảm nha. Còn bây giờ thì bye bạn cả nhà. Vào clip sau nha. Bye bye. Bye bye.